Vâng, hôm nay các bạn cùng mình đến tham quan khu bảo tồn gióa sấy Thanh Nga Phú Quốc nha. Gióa sấy Phú Quốc là một trong ba loại gióa có sấy lưng trên toàn cầu và cũng là giống gióa đẹp nhất trong bộ tứ đại quốc phiển ở Việt Nam của chúng ta. Nhân viên hướng dẫn ở đây mỗi ngày họ tiếp rất nhiều khách nên mình phải đeo khẩu trang nói chuyện hơi khó nghe chút các bạn. Xin chào. Anh có là người nhân viên làm trong này hay gì anh? Đúng rồi. Mình cũng ở Phú Quốc cũng 20 năm nay mà chưa từng bước chân vô đây. Hôm nay đi vào đây cho biết. Đây, chỗ nhỏ. Chỗ này 3 tháng. Ngày nãy bước chân vào là gặp mấy chú nhỏ nhỏ trước tiên. Rồi chỗ lớn thì ngoài kia. Chó này chắc cũng mới một vài tháng tuổi rồi. Cái này mới 3 tháng. 3 tháng. Ra đây, ra đây. Đấy, cho khách xem mặt với cái. Đáng quá đây. Hồi sáng mới đua trận một à. Sáng giờ được 15 khách đây. Đây là toàn bộ dạng cho đua. Lăng thang một mình thôi. Này chú chó này cho cái. Ở đây vì cái cũng đua được cũng đua vì nó do con cái chạy giỏi là tôi đem vào trường nuôi tập à. Chủ trang trại chó sấy Phú Quốc này là người gốc ở đây hay là lập giá? Người chủ á. Người chủ giá. Cũng gạch giá luôn. Người chủ mới nói liền á. Đi qua trường đua cái coi. Đường đua đây thì bốn vòng đua này tổng cộng dài 365 m. Đây có một cái hồ nước đây. Rồi đó là xuất phát phải bay qua một cái hàng rào một thước bên đấy. Mày ngon lắm rồi, bây giờ mày ra nó mày nằm ngon lắm rồi. Sao ra anh này lại Thái Lan? Nằm mới ngon lắm rồi. Mày ngon dữ lắm. Khùng lắm luôn hả chứ. Hiểu rồi. Mày... Có tên gì không? Không có đặt tên hả? Cái này anh luốc. Luốc. Quay mặt qua đây ơi. Chào khách luôn ơi. Hai anh này đẹp quá. Biểu coi luôn. Biểu coi coi. Nè. Biểu. Mày. Đồ mà mày giờ mày ngon dữ lắm rồi. Hey, hello. Con nó về đấy. Đấy, cái sấy nó hết đầu nữa không? Sấy đẹp quá trời luôn. Nó đúng. Cái quạt. Con chó Phú Quốc là có ba loại sấy. Là đúng là thuần chủng giống là chó sấy Phú Quốc luôn đó. Thành chủng hết, không phải là con vẹn mà thành chủng. Vàng cũng vậy. Vàng cũng vậy luôn. Vì con hai con vẹn này với con chủng vàng. Vàng đó, lại mừng đi. Con vàng cũng khôn bằng nhau hết trơn, nhưng mà con vẹn này 100 con chó mới được ba vẹn này. Vì lý do 100 con chó con mới được ba vẹn này. Vậy đó. Vì con chó cái Phú Quốc, tôi nói cho anh nghe, chó Phú Quốc này con chó cái đây làm chủ cho được. Đấy, nó làm chủ cho được, khi mà nó chịu được á, nó có quyền lựa cho được. Đấy. Con nó đồng ý cho con có được nào nó nhảy lưng cho được, nó trước con cho được với có quyền. Còn không nào nhảy lưng được hết. Vì lý do làm sao ai không muốn bỏ con vẹn cái vô mình được. Cho nó ra vẹn nhiều bán có tiền. 10 triệu con đó ít. Mà cho vàng có là 4 triệu. Đấy. Và nó chịu cho vàng không cho đen không, nó chết mình chứ đó. Đấy, con này là sấy kiếm. Đấy, chú hẹp sấy kiếm nè. Đẹp quá. Đấy. Lê.
Ly, biểu coi. Có lưng đẹp, phe lưng ly lắm. Đẹp, cho này đẹp quá. Đấy, từ 3 tháng tới 4 tháng là 4 triệu một con, mấy con vàng này. Còn con vẹt từ 3 tháng tới 4 tháng là 10 triệu một con. Đấy. Con chó ở đây đẻ toàn bộ là đào hang đẻ không à? À, chó ở đây là đào hang đẻ không à? Đào sâu từ 8 tấc mét 2 đẻ chứ đấy. Đúng, đúng. Khi nó đẻ chẳng biết nhiêu con, khi đem con mới biết là bao nhiêu con. Cho nhặt rác. Muốn coi không? Muốn coi tôi chặt cho coi. Biểu diễn hả? Ờ. Tao làm thử chiêu xem thử đi. Bên la ra con. Bên la. Đi lại đây. Để con về nè. Dạ đây. Con ngáp rồi, ngủ mà chưa ngủ chứ đãi con ngáp. Em về đây. Ừ, thương quá. Cái này là cái chim. Còn cho Phú Quốc cái màng giò ở đây nó khác cho nó liền mình rất nhiều cái màng nè, nó liền như con ngan mình à. Thấy chưa? À ok ok. Anh cũng ngoan quá ha. Thôi đi cái nữa coi. Tao chạy làm một cái nữa coi. Vô. Lẹ đi, lửa hoài. Rồi. Rồi đi vô. Ok. Chó đào tạo không bài bản quá nha. Mới đây là tôi cho leo trèo mấy con cho anh coi. Đó. Rồi rồi ok. Con chó vàng ra lấy làm kilo. À, dạ cảm ơn anh nhiều nha. Rồi.